Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng đến kênh của Vi. Một ngày nữa mình đi coi nhạc cùng nhau. Ngày hôm nay Vi xin giới thiệu một khu neighborhood mới có tên là Ellison. Ngày builder ngày hôm nay Vi muốn giới thiệu ở khu vực này chính là builder Highland. Highland build nhà có 3 khu vực 50 feet, 65 feet và 80 feet rộng. Khu vực Ellison này có rất nhiều amenity, chẳng hạn như là hồ bơi, phòng gym, game room, tennis court, công viên và nhiều thứ nữa. Ellison có thuế là 3.3 trước khi mình xin giảm và có HOA là 1.344 đồng trong vòng 1 năm vì họ có rất nhiều amenity. Thì hôm nay mình sẽ đi coi hai mẫu nhà, một cái ở khu vực 55 feet và một cái ở khu vực 65 feet. Xin chào các bạn, mẫu Vi giới thiệu ở đây các bạn thấy có một cái curved staircase luôn rất là đặc biệt. Đây là mẫu mới của builder Highland. Khu căn nhà này ở khu vực 65 feet ha. Căn nhà này có floor plan là 227, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm full, 2 half bathroom, 2 tầng, có diện tích là 3.550 51 square feet. Trên diện tích lot size là gần 9.000 square feet. Căn nhà này rất là đẹp. Và đặc biệt nữa họ đang giảm 150.000 so với giá ban đầu. Thì hiện giờ list price là 699. Builder có rất nhiều promotion để buy down rate, lock your interest thấp hơn cho các bạn, hoặc là để giảm giá nhà. Các bạn hãy liên lạc thêm với Vi để biết thêm chi tiết nha. Và căn nhà này có gì đặc biệt, bây giờ mình đi coi nhà cùng nhau nha. Let's go. Mình đi vô nhà thì cửa sẽ là cửa đôi ha. Khi bắt các bạn vào là sẽ có two story entry. Bên tay phải mình khi bước vô là mình có phòng study room và có cửa double French door, cửa kính như vậy luôn, rất là đẹp. Khi vào là các bạn sẽ thấy liền cái cầu thang curved staircase là cái kiểu mới của Highland Home. Đi vô đầu tiên, bên tay phải mình sẽ có phòng ngủ. Đây là closet ha. Khi vào đây thì mình sẽ có phòng game room, cũng ở dưới lầu luôn. Tiếp theo đây là mình sẽ có thêm một phòng ngủ nữa. Cái size của phòng ngủ này rất là nhỏ nhắn. Phòng ngủ này có toilet riêng luôn, là standing shower. Và bên đây tiếp theo nữa là mình sẽ có phòng giặt, washer and dryer ở đây ha. Ở đây sẽ là mud area thì họ sẽ build thêm, mình có thể build thêm cái tủ để giày dép và treo mấy cái backpack cho mấy bé ở đây. Thì đây có thể là garage đi ra ngoài. Đây là hai xe garage rất là lớn. Nhìn ra phía trước là mặt hồ của mình, các bạn thấy không? Rồi. Thì hiện giờ mình có một phòng ngủ ở đây, một game room ở đây. Là một phòng ha. Bây giờ tiếp theo bên đây. Bên đây mình sẽ có một garage rưỡi, họ gọi là cái rưỡi. Thì một cái garage ở đây và một nửa góc bên đây để mình có thể storage đồ đạc. Và đây là extra closet. Alrighty, bây giờ mình vô tới phòng khách. Thì các bạn sẽ thấy two story living room rất là cao, trần thoáng và nhiều đèn, cho nên khu này rất là open và thoáng. Ở đây mình có một cái lò sưởi, họ cũng đặt cái fireplace này all the way up. Đây là phòng khách. Đây là phòng dining room, phòng để cái bàn ăn ở đây.
họ làm những cái cabinet này rất là đẹp. Vi thích nhất là những cái nhà mà họ làm hai màu như vậy. Thì mình sẽ có hai cái oven, double oven ha. Ở trên đây là mình có microwave, ở đây là có tủ lạnh. Và cũng upgrade stovetop luôn. Cái backsplash này các bạn thấy đẹp không? À, cái màu này rất là xinh, kiểu này rất là đẹp. Và đây là countertop của mình ha. Đây là màu gạch, màu vinyl, màu gỗ. Và cái màu như vậy nó giống như kiểu kind of unfinished looking. Ở đây mình sẽ để rượu ở đây. Thì đó là backyard, mình đã coi backyard ha. Đây là backyard của mình. Thì ở trên đây họ có làm mái che luôn. Đây là khu vườn của mình, rất là gọn gàng, dễ thương. Rồi, đây là cái signature staircase của cái mẫu này. Các bạn cũng sẽ thấy họ làm curve như là những cái mẫu nhà mà Vi đã giới thiệu từ trước. Thì ở đây họ không có lan can từ trước mà họ nhìn thẳng ra phía bên đây luôn, thì sẽ không có phòng ở bên đây. Bạn thấy đẹp không? Vi cũng rất là thích cửa đôi như vậy. Rồi bây giờ mình đi vô coi phòng master bedroom ha. Đây sẽ là cái half bath nè. Nhà này có đến hai cái half bath nữa luôn, cho nên rất là lớn. Đây là phòng master bedroom. Có tới 4 cửa sổ. Rất là lớn nha. Và đây mình có hai cái sink, bathtub, standing shower. Standing shower có cái cửa sổ nhìn ra như vậy nữa. Và đây chính là cái closet. Tất cả phụ nữ đều rất thích big closet. Đó, các bạn thấy không? Vậy là ở dưới nhà này mình sẽ có hai phòng ngủ, một cái game room, mỗi phòng ngủ có cái bathroom riêng và có một cái half bath ở dưới đây cho khách đi nữa. Rồi bây giờ mình đi lên lầu ha. Thì đi vô các bạn sẽ thấy cái curved staircase như vậy, thì cái độ xoắn của nó sẽ dốc hơn so với những cái mẫu nhà khác mà có cầu thang sẵn mà Vi đã từng giới thiệu. Lên đây, wow, thêm một cái phòng game room ở dưới đây nữa. I mean, sorry, ở trên đây nữa. Vậy là cái phòng ở dưới nhà chính là media room. Dạ, phòng dưới nhà là media room. Còn ở đây là cái game room rất là lớn. Rất là lớn luôn, trải dài từ đầu này qua đến đầu bên kia. Wow. Ok, bây giờ một phòng tiếp theo ở đây là phòng ngủ nhìn ra bờ hồ trước mặt nhà. Có rất nhiều khoảng trống cho các bạn nào mê về thiết kế nội thất. Đây là một cái bathroom riêng cho cái nhà này. Và đây là cái closet. Wow, rất là lớn. Và đây là thêm một cái closet nữa. Đây là một căn phòng thứ hai.
Phòng này cũng sẽ có restroom riêng luôn. Đây sẽ là closet ha. Và đây là restroom của căn phòng này. Thì 4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ là sẽ có một restroom riêng. Còn đây chắc là anh họ khóa rồi. Thì hai phòng ngủ đối diện nhau, một cái bên kia, một cái bên đây. Và đây là game room trải dài từ đầu này qua đến bên đây. Rồi ở đây là gì nữa? Ở đây là thêm một cái half bath nữa, để cho khách nào ở trên đây có cần dùng thì sẽ dùng. Những người mà ở dùng cái game room trên đây thì tính ra là mình sẽ có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm full và 2 cái half bathroom. Nhà rất là lớn, 3 garage rưỡi, và có diện tích là 3.551 square feet và đất là khoảng 8.500 square feet lot size. Đây là khi mình đi ra ngoài nhà của mình. Các bạn sẽ thấy một bờ hồ trước mặt. Ở đây thì khoảng trống rất là nhiều, mình có thể đậu nhiều xe. Các bạn thấy bờ hồ trước mặt có đẹp không? Dành cho những anh, cô chú, các anh chị và các bạn nào thích bờ hồ nhưng không thích hồ sâu nhà. Bên đó là đang xây về một cái phòng gym và cái hồ bơi tiếp theo. Đây là cái cầu cho những người dân trong đây đi, họ đi qua đi lại giữa hai khu vực này. Và bờ hồ trước mặt của mình rất là thoáng. Xin chào các bạn, mẫu tiếp theo với giới thiệu là mẫu floor plan 512 ở khu vực rộng 55 feet của Highland Home. Mẫu này có đến 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm full và 2 half bathroom, có 2 tầng, 3.256 square feet trên mảnh đất là 7.001 square feet. Nhà này có thêm study room ở dưới, game room và media room ở trên lầu nữa, rất là spacious luôn. Nhà này full price hiện giờ là 710.000. Nhà này mới vừa xây khoảng 95% xong, cho nên hiện giờ những nhà nào mới xây thì họ sẽ không có nhiều promotion hơn là những căn nhà đã xây xong rồi và ở trên market một thời gian. Ok, bây giờ mình đi coi nhà nha. Ở mẫu 55 feet là 55 feet rộng thì cửa chỉ là một cửa đơn thôi. Ở đây mình cũng sẽ có hai tầng entry đi vào. Đầu tiên mình cũng có office, the same concept với là những căn nhà trước. Ở đây mình cũng có double French door with glass French door. Rồi đây là khi mình nhìn thẳng vô nhà ha. Rất là thoáng. Đi bên tay phải mình có cái mud area right here. Và đây là cái half bath. Họ làm cái gạch này cũng rất là xinh ha, hexagon. Và đây là 2.5 garage. Lý do half là một nửa bên đó nữa. Ở đây là phòng giặt. Và ở đây là một cái bathroom, closet. Bathroom này cũng có cái bathroom riêng luôn. Rồi đây là cái cầu thang. Thì nhìn hướng này các bạn sẽ dễ hình dung hơn ha. Cái đoạn này họ cũng sẽ làm hơi curve lên một chút. Và ở đây thì sẽ thẳng lên. Và đó sẽ là cái lan can nhìn ra phía trước. Thì ở đây Viên nghĩ chắc sẽ là cái closet thôi. Dạ, cái này closet ở phía dưới chân garage. Nhà đây trần, họ làm trần rất là cao. Đây là cái cabinet.
Ở đây là wide rack. Wow, cái island này rất là lớn và đẹp. Bếp. Với lại các bạn có thấy cái indent ceiling này không? Rất là xinh. Đây là phòng khách. Two story living room. Có rất nhiều cửa sổ, rất là thoáng. Thì ở giữa này là nơi mình sẽ để cái tivi ha. Ở đây là cây đỏ sưởi. Ở đây mình đi coi. Mình đi coi phía sau nhà. Sau đây mình sẽ không có cái neighbor phía sau. Đất rất là vừa vặn. Không quá lớn, không quá bé. Dễ dàng để take care ha. Đây là cover patio luôn. Ở đây cũng có những cái đèn recess light. Mê nhất là cái bếp các bạn ơi. Nhất là cái bếp này rất là thoáng, rộng. Có nhiều tủ để mình storage. Cái van của họ làm rất là đẹp nè. Rất là đẹp. Cái island này thì để coi, chắc mình để được cả 6 ghế, dành cho những gia đình thích nấu ăn. Cho các bà nội trợ vừa nấu ăn vừa có thể nói chuyện và tham gia xem tivi và trò chuyện cùng gia đình ngồi ở hướng bên đây. Không biết các bạn có hình dung được những cái furniture mà mình sẽ dùng hay không. Rất là nhiều sự lựa chọn cho mình để fill up căn nhà này ha. Rồi bây giờ mình đi vô phòng master bedroom. Đây là master bedroom. Mình có cả 5 cửa sổ. Wow, rất là lớn và thoáng. Có nhiều ánh sáng mặt trời vào. Phòng cũng lớn lắm luôn. Đây sẽ là cái door sink, shower, bathtub. Quá đẹp quá. Bây giờ mình đi lên lầu ha. Thì ở dưới nhà này là mình sẽ có một cái study room nè, một phòng master, một phòng ngủ. Có toilet riêng. Có half bath. Rồi đây mình nhìn phía trước là như vậy. Đây là cái phòng game room của mình ha. Sẽ có 3 cửa sổ. Và đây là cái nước để mình nhìn xuống dưới living room của mình. Các bạn thấy tiếp theo đây là phòng media room. It's a great size. Bên đây là một cái half bath. Đây chắc là closet. Và đây là cái attic thì chắc. Oh, đây. Sneak peek để các bạn thấy ở đây họ làm như thế nào. Thì những cái này là cái lưới để bọc vô cửa sổ, họ sẽ gắn sau. Cái này họ, các bạn thấy họ đổ rất là dày. Có nghĩa là insulation của nhà này rất là tốt, sẽ giữ nhiệt và giữ AC rất là tốt. Okay. Đây là một cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này cũng có cái bathroom riêng ở đây luôn. Và đây sẽ là cái closet.
tất cả các size ở phòng ngủ ở đây vì thấy rất là vừa vặn. Và đây một phòng ngủ tiếp, phòng ngủ này lớn hơn luôn. Họ cũng có bathroom riêng. Và walk-in closet. Ở trên lầu có một cái thermostat riêng và ở dưới nhà có một cái riêng. Thì trên đây mình sẽ có hai phòng ngủ, hai restroom rưỡi, một phòng game room và media room. Đây là ngôi nhà của mình khi đi ra ngoài. Ngôi nhà này sẽ nó nằm ngay gần cái khúc cua như vậy, cho nên mình sẽ có rất nhiều đất phía trước và nó rộng ở ngay đó để mình có thể đậu thêm xe. Con đường không đâm thẳng vô nhà của mình các bạn nha. Wow, this is a nice microwave and double oven. Wow, các bạn nhìn nè, everything touch screen. Ooh, that's so nice. Fancy.